645 Ổ Rồng. Tên khác Ổ Rồng lớn, lan bắp cải, họ cánh rơi. Bộ phận dùng: toàn cây, thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Công dụng: trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào dân tộc Ế Đê ở Đắk Lắk có kinh nghiệm dùng cây ổ rồng làm thuốc chữa gãy xương cho quân và dân trong vùng. Họ chỉ lấy những lá không sinh sản, rửa thật sạch, băm nát, dùng riêng hoặc phối hợp với nhiều loại lá khác đắp vào vết thương rồi bó lại. Để chữa ghẻ, người ta dùng lá tươi giã nhỏ với ít muối, lấy nước bôi hoặc dùng lá phơi khô đốt lấy tro, rắc vào mụn ghẻ. Ở Campuchia, lá ổ rồng giã nát được dùng chữa phù ở chân và tay. Ở Malaysia, người ta dùng tro của cây ổ rồng nhỏ sát vào cơ thể bệnh nhân để chữa bệnh lách xương to. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng? Hãy truy cập trang web baokinam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.